Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Việt Nam phải đề nghị Hoa Kỳ xem xét để công nhận quy chế kinh tế thị trường. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hiện nay chính thức xuất hiện kể từ năm 1986 sau cái gọi là công cuộc đổi mới kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại thời điểm đó, khi nguy cơ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Việt Nam theo mô hình Xô Viết là mô hình kinh tế của chủ nghĩa cộng sản, hay còn gọi là kinh tế quan liêu bao cấp, đã khiến cho số đông người dân Việt Nam đói ăn, thậm chí phải ăn bò bò, một loại thức ăn của lừa ngựa để mà tồn tại. Trong khi khái niệm kinh tế thị trường là đặc trưng của nền kinh tế chủ nghĩa tư bản, điều trái ngược hoàn toàn so với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của chủ nghĩa cộng sản. Sự khác biệt căn bản là quan niệm bóc lột và sở hữu tư liệu sản xuất. Đặc trưng của nền kinh tế kế hoạch hóa chủ nghĩa cộng sản là xếp hàng cả ngày, hàng hóa đâu đâu cũng thiếu thốn, phải dùng tem phiếu. Do Việt Nam tiến hành đổi mới kinh tế, chuyển sang kinh tế thị trường, đồng nghĩa với việc Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận chế độ người bóc lột người và sở hữu tư liệu sản xuất đa thành phần, so với một thành phần duy nhất của chủ nghĩa cộng sản là sở hữu nhà nước. Đó là lý do các đảng viên lãnh đạo cấp cao và trung kiên của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó từng phản đối nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Họ khẳng định rằng người cộng sản không chấp nhận bóc lột. Nếu tồn tại chế độ người bóc lột người ở Việt Nam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là tổ chức chính trị đi theo chủ nghĩa cộng sản. Dùng dài một chút như thế để thấy sự ra đời của cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế Việt Nam từ năm 1986 cho đến nay thực chất là thủ thuật đánh lừa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do họ sợ dân chúng biết sự thật là họ đã không còn là Đảng Cộng sản đúng nghĩa nữa, và khái niệm xã hội chủ nghĩa mà họ luôn rao giảng cũng chỉ là sự lừa bịp. Và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là một đảng chính trị độc tài của giai cấp bóc lột mới, của xã hội tư bản hoang dã như đầu thế kỷ 19 ở châu Âu đã từng diễn ra. Trong tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm mức đối tác chiến lược toàn diện, được lãnh đạo hai nước long trọng công bố ở Hà Nội vào hôm 10 tháng 9 trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden, trong phần nội dung về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, có đoạn đã nêu rất rõ về điều này. Đặc trưng của nền kinh tế tư bản là tính cạnh tranh và hàng hóa dồi dào. Hoa Kỳ hoan nghênh những bước tiến trong quá trình cải cách kinh tế dựa trên thị trường có ý nghĩa quan trọng của Việt Nam, đồng thời khẳng định sự nhiệt tình và cam kết đối với quá trình phối hợp rộng rãi, mạnh mẽ, mang tính xây dựng và trên tinh thần ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và tiến tới công nhận quy chế thị trường của Việt Nam theo luật Hoa Kỳ. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, Hoa Kỳ đã nhận được yêu cầu chính thức của Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường. Hoa Kỳ sẽ khẩn trương xem xét yêu cầu này của Việt Nam theo luật định. Nghĩa là Hoa Kỳ sẽ xem xét yêu cầu của Việt Nam công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Bởi lý do sau, sau khi nền kinh tế Việt Nam được công nhận là một nền kinh tế thị trường, thì Việt Nam mới được hưởng đầy đủ ưu đãi về thương mại, đầu tư theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngược lại, nếu Việt Nam chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường, thì Việt Nam không thể được hưởng những ưu đãi theo quy định quốc tế này. Do đó, việc Hoa Kỳ công nhận cho Việt Nam là một bước mở đường để quan hệ thương mại Việt Nam và Mỹ có thể phát triển lên một tầm cao mới. Nếu Mỹ chưa công nhận, thì hai nước chưa thể ký một hiệp định thương mại tự do FTA ở tầm mức phát triển hơn được. Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp cấp nhà nước tại Hà Nội hôm 11 tháng 9 vừa qua. Do vậy, nếu Việt Nam muốn đồng hành, muốn dựa vào thị trường, muốn vốn và công nghệ từ Hoa Kỳ để phát triển nền kinh tế trên nền tảng công nghệ cao, thì bắt buộc Việt Nam phải thể chế hóa nền kinh tế để trở thành một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh theo đúng các tiêu chí của WTO. Xin nhắc lại ba trụ cột của một quốc gia muốn phát triển trên thế giới hiện nay là: một là nhà nước pháp quyền, một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh và một hệ thống các tổ chức xã hội dân sự rộng khắp để giám sát nhà nước và doanh nghiệp. Với thể chế kinh tế thị trường kèm theo cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Việt Nam hiện nay, trong khi chính sách luật pháp thì lại rất tùy tiện, thì sẽ mãi mãi chưa thể
tới đích dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo .de với bản tin Vì sao Việt Nam phải đề nghị Hoa Kỳ xem xét để công nhận quy chế kinh tế thị trường. Tổng thống Biden thăm Việt Nam, nội bộ đảng phá tổng bí thư vì sợ Bắc Kinh phật lòng. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội vào hai hôm mùng 10 và 11 tháng 9 được truyền thông quốc tế hết sức quan tâm và đánh giá cao. Hãng thông tấn Pháp AFP trong một bài bình luận với tựa đề Một mình tiếp Tổng thống Mỹ, Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và cho rằng Tổng thống Mỹ công du Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Đảng và Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng chỉ xuất hiện với vai trò chủ trì buổi tiệc chiêu đãi nguyên thủ quốc gia tối ngày 10 tháng 9. Những điều này cho thấy Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng thể hiện đồng thời hai vai trò, tổng đạo diễn cũng như diễn viên chính trong sự kiện trọng đại bậc nhất cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nồng ấm chưa từng có. Chuyến thăm quan trọng của Tổng thống Mỹ đến Hà Nội chỉ kéo dài khoảng 24 tiếng đồng hồ, song chắc chắn mọi thứ đều nằm trong sự tính toán tới mức chi tiết của ban lãnh đạo Việt Nam và không cho phép sai sót dù chỉ một ly. Tổng thống Mỹ Biden trong một sự kiện tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 9. Vậy mà khi ông Tổng thống Mỹ Biden chưa rời khỏi Việt Nam, chưa kết thúc chuyến thăm, thì giới quan sát đã thấy những sự bất thường của những thế lực trong Đảng Cộng sản. Họ cố ý tạo ra ba hạt sạn làm vấy bẩn sự kiện quan trọng này. Thứ nhất, một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội vào ngày 9 tháng 9, tờ báo New York Times tiết lộ một thông tin cho biết một văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam phát hành vào tháng 3 năm 2023 với nội dung Bộ Quốc phòng Việt Nam đã âm thầm bí mật mua sắm vũ khí quốc phòng từ Nga với ngân khoản 8 tỷ đô la trong thời gian 20 năm để hiện đại hóa quân đội. Tờ báo New York Times đưa ra một bình luận đáng quan tâm, đó là các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Việt Nam vốn vẫn gắn bó sâu đậm với nước Nga và họ có thái độ chung là không ưa người Mỹ. Thứ hai, Tổng thống Biden là một quốc khách quan trọng nhất của Việt Nam. Vậy mà các trang báo lớn như Tuổi Trẻ, Pháp Luật Thành phố và một số tờ báo khác đã tự ý kiểm duyệt bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Biden khi ông nhắc đến vấn đề nhân quyền. Các tờ báo nói trên đã đăng toàn văn phát biểu của Tổng thống Mỹ khi hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng khi đối chiếu với phiên bản do Nhà Trắng đăng tải thì có sự chênh lệch rất lớn. Cụ thể, phát biểu của ông Biden nhắc đến vấn đề nhân quyền, nguyên văn trên trang web của Nhà Trắng là: "Tôi cũng đã nêu tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và của người dân Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về lĩnh vực này." Các trang báo Việt Nam vừa kể trên đã bỏ bớt nội dung, chỉ còn ngắn gọn vẻn vẹn là tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền con người. Nhà nước Việt Nam đã kiểm duyệt lời nói của Tổng thống Biden khi ông nhắc đến vấn đề nhân quyền. Điều đó có thể khiến người đọc hiểu thiếu nội dung câu nói của Tổng thống Mỹ khi ông nói là ông đã nêu vấn đề nhân quyền với lãnh đạo Việt Nam và rằng hai bên sẽ tiếp tục đối thoại về nhân quyền chứ không chỉ nêu trùng trùng. Thứ ba, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Mỹ đã không xuất hiện hình ảnh cùng người dân thủ đô chào đón hàng dài trên đường phố với pano khẩu hiệu, cờ hoa vẫy chào như đón tiếp bốn đời Tổng thống Mỹ trước đây từng đến Hà Nội. Trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ các thông tin cho biết, công an ở các phường ở trung tâm Hà Nội đã tỏa đi các địa bàn dự trù con đường xe của Tổng thống Mỹ đi qua, vận động nhân dân không nên tụ tập và không được làm các biểu ngữ chào mừng. Các nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội đã bị công an nhắc nhở, yêu cầu ở trong nhà. Văn bản của phường Vĩnh Phúc ở Hà Nội đã bị lộ ra ngoài, yêu cầu các cư dân không được tụ tập chào đón. Thậm chí một văn bản của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình bị rò rỉ ra ngoài với nội dung thông báo nhắc nhở dân cư trên địa bàn không được tụ tập chào đón, thậm chí không được mở cửa sổ nhìn đoàn xe, các hàng quán, nơi kinh doanh v.v. Suốt các con đường có đoàn xe Tổng thống mới đi qua được lệnh phải đóng cửa nghỉ bán để tập trung vệ sinh môi trường. Quan trọng là công văn này nhấn mạnh, khi đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ đi qua, tuyệt đối không tò mò ra ngoài xem, cửa các tầng phải đóng. Việc này chính là để đảm bảo an toàn vì an ninh Mỹ nếu thấy có nghi vấn, có nguy cơ mất an toàn có thể bắn hạ. Mục đích văn bản này được cho là của một số lãnh đạo, ủy viên, Bộ Chính trị không muốn có cảnh dân chúng chào đón rầm rộ sẽ khiến Bắc Kinh không vừa lòng. Những điều liệt kê kể ra đã thấy não trạng của các quan chức lãnh đạo tại Việt Nam vì sợ Trung Quốc, họ sẵn sàng đàm phán và phá đám
để làm mất uy tín, danh dự của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì nói gì đến danh dự quốc gia của nhân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Tổng thống Biden thăm Việt Nam, nội bộ đảng phá Tổng Bí thư vì sợ Bắc Kinh phật lòng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.